Nghe tin có người đòi nợ anh ruột nhưng lại nhắc đến tên mình, Bùi Thanh Tư đã nhờ bạn trở đi xử lý mâu thuẫn, sau đó dùng súng bắn bị thương đối tượng. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Bùi Thanh Tư, 23 tuổi về các hành vi giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cùng Phạm Vĩ An, 25 tuổi về hành vi giết người. Cả hai người này đều cùng ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Vào chiều ngày 6 tháng 7, Bùi Thanh Tư nghe chị dâu gọi điện kể lại việc anh ruột bị một nam thanh niên đến nhà đòi nợ. Trong lúc đòi nợ, người này có nhắc tên Tư. Nghe vậy, Tư đã nhờ Phạm Vĩ An trở đến nhà của anh trai. Cùng lúc này, người đòi nợ cũng đến. Thấy Tư và An có cầm súng nên người này bỏ chạy qua nhà người thân gần đó, đứng bên trong hàng rào cự cãi qua lại và dùng bình xịt hơi cay xịt về phía Tư. Thấy mình bị tấn công, Tư đã dùng súng bắn một phát trúng vào cánh tay phải của nạn nhân. Kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 5%. Một cán bộ công an cho biết khẩu súng Tư sử dụng là vũ khí có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.